trình của chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi, đó là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát. Và mỗi câu như thế nó hiển thị lên 14 ô. Câu 6 nó là từ A1 cho tới A6. Câu 8 là từ B1 cho tới B8. Thơ lục bát mà, là câu 6-8. Và chúng ta sẽ phải mua một lần như vậy được mua tối đa 3 ô để chúng ta lật lên xem coi bên dưới những cái ký tự đó nó là những cái từ gì. Mua bằng gì vậy anh? Bằng tiền chứ em. Trời ơi. Tụi em đó hả anh? Dĩ nhiên là không. Bởi vì đến với chương trình này thì anh luôn dành cho các em những cái sự ưu ái. Anh sẽ dành tặng cho mỗi đội một số tiền nho nhỏ. 20 triệu. Trời ơi. 20 triệu này nó có thể sẽ tăng lên tùy vào trí nhớ của các em ra sao về những câu ca dao. Trong đó có kèm những lời gợi ý của anh nữa mà. Sau khi nhớ ra làm gì nữa? Lên đây chạy thiệt nhanh, quýnh vô cái chiên. Để chi? Coi như là mình mua cái quyền trả lời. Nó là một cái sự đầu tư nghiêm túc, cho nên phải tính luôn cái chuyện là ai sẽ là người phóng lên quýnh chiên. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên. Vòng khởi động. Quý vị khán giả đến với sau hai chữ, đây là vòng 1, vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Ngoài những điều anh đã chia sẻ với các em về luật chơi, chúng ta còn một cái quyền nữa. Cái bảng màu xanh này sẽ mang đến cho chúng ta 3 quyền lợi. Quyền đầu tiên, mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai, lên quýnh chiên cái âm một cái miễn phí luôn. Đó là quyền mua cái phần trả lời miễn phí của chúng ta. Và cái quyền thứ ba, nếu như tài khoản của chúng ta dưới 5 triệu, lúc đó xin cái quyền cấp vốn. Anh sẽ cấp vốn cho các em, cấp bao nhiêu thì tùy anh nha. May quá, mối quan hệ của anh với Nghĩa cũng tốt. Hồi nãy em thấy chặt anh Nghĩa nhiều lắm á. Em thấy mà nó chặt Nghĩa nhiều lắm rồi. Em thiệt. Mới ra là thấy liếc anh rồi cà khỉ này kia nữa, đúng không? Đó. Bên trong hậu trường á, chị Trinh nói là hôm nay anh Nghĩa mặc đồ chói hơn chị. Chị không có thích à, em anh ơi. Bởi vậy hả, thị phi quá, anh phải nghe em, anh phải tin em. Anh thấy không, mặt em thánh thiện hiền lành thôi. Em không bao giờ nói những cái câu vậy trơn. Thiệt ra không thấy ai hiền hết á. Thôi tập trung vô cái phần thi của chúng ta đây cả đã. Còn cái phần tình cảm bàn sau. Dễ không anh? Rất dễ. Câu số 1, mời ô chữ. Đánh chuông anh. Có biết cái gì đâu mà đánh. Giờ muốn mua ô nào cái đã. Bây giờ thường ca dao tục ngữ cái từ đầu tiên rất là quan trọng. Đúng. Ví dụ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đó, chữ công là biết công rồi không? Dạ đúng. Đó, và em mua từ A1. A1. B1 luôn hả? Ừ, A1, B1. Với B8. B8. Đầu cuối luôn. Đúng rồi. Gom. A1, B1, B8. Còn bên đây, trung với hàng sao em? A2, B2. A6. A6, B7. Không, ba từ thôi, mua quá vậy. B2 hoặc là B7, tùy anh. B2 đi. B2 đi, em cũng nghĩ. A2, A6 và... B2. B2. Tên đánh chuông cho anh. Chưa, bây giờ sẽ là gợi ý. Sau đó còn mở cái ô lên coi là gì nữa chứ. Gợi ý. Câu ca dao nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên nguồn cội của mình. Mời ô chữ. Con người. Cái gì vậy? Cái này quen lắm đó, anh ơi. Rồi, biết rồi. Con người. Cái gì? Từ. Nhanh lên. Bên đây đại nhân trước. Bên kia hù tôi đúng không? Em cùng đọc một nhịp. Bây giờ phải cân nhắc lại cho chính xác. Bởi vì nếu như mà mình đọc ra mà sai á là thì sẽ em... là một cái sự gợi ý cho bên kia. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, đừng bình tĩnh, đúng vậy chân. Căng lắm nha. Đúng rồi đó anh. Cái gì chứ, tưởng cái gì chứ mấy cái câu này hả? À? Không có biết. Ngày xưa đi học, cô dạy. Không có đâu. Lớp 3 cô giáo dạy, nhớ không? Câu này là suy luận thôi. Suy luận. Câu này tụi nhớ. Em biết. Lớp 3 là cô giáo dạy. Biết thì đợi câu trả lời đi. Này nhắc nè. Trả lời đi. Con người .. tâm. Im lặng, đừng có chơi quánh đòn hù. Đây, đọc. Con người có cổ có tông, như cây nhớ cội. Như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Chốt chưa? Có tổ có tông như sông nhớ. Ok.
con người có tổ có tâm, như cây nhớ cội, như cây nhớ nước, như sông nhớ nguồn, như cây nhớ cội hả? Rồi rồi, mày rồi, sai rồi, như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Chốt chưa? Chốt. Chắc sai vậy. Mời hai em về chỗ, cả cái dùi cho anh phóng lên tranh giành. Nếu như bên đây trả lời sai thì đương nhiên là tới lượt bên mình, không cần phải tranh giành. Có bị trừ 1 triệu không anh? Có chứ. Bên kia ngồi xuống đi, có gì đâu vội. Bên đây đúng hết rồi. Chiên này kia đâu khởi động đâu. Đại nhân và Miko đã rất dõng dạc đọc lên: có người có tổ có tông, như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Đây là đáp án. Sai. Sao bên mình có lên không? Lên luôn anh. Coi tôi nè. Câu đầu là chị đúng nè, nhưng câu sau là chị sai nè. Sao à, lại? Anh sẽ bẻ tụi em lại lên nha. Gõ chiên. Nè, hey. Đó, thấy không? Để cây nè. Sao em? Con người có tổ có tông đó là đúng. Như cây có, có. Như cây có lá. Cũng có cội nhưng mà không phải nhớ đâu, mình là có. Như cây có cội, như sông có nguồn. Chốt chưa? Cây có cành. Đó gì? Đó, chữ cái chỉ phong như cái chữ là chữ đó có đó. Có người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Chốt chưa? Chốt. Mời các em về chỗ. Như vậy là bên đội Mộc Lan, các bạn đọc lại cái câu cũng giống như đội Đại Lan, chỉ có khác nhau bên đây là nhớ, bên đây là có. Vậy thì bây giờ anh sẽ mở đúng cái ô mà các em khác biệt với bên kia, B3 và B7. Hồi nãy bé Trinh đòi mấy cái chữ ở giữa giữa thấy chưa? Để coi coi lật cái ô B3 và B7 lên nó là từ gì nha. Mời ô chữ. Trời ơi. Trời ơi. Ta là có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đúng là có rồi, ai nghĩ là tiểu nhớ chi cho không em. Tại vì vậy cái câu tục ngữ thì nó đơn giản thôi chứ. Người ta nói con người có tổ có tông tức là có ông bà cha mẹ mình. Dạ. Thì giống như cái cây nó phải có cái cội. À. Trừ khi nào con người nhớ tổ nhớ tông. Đúng rồi. Phải anh nhớ rằng là ca dao là cái luật gieo vần bằng trách, nhất là trong thể thơ lục bát. Ra anh không nói rằng các em sai nha. Anh nói ca dao nó có rất là nhiều những dị bản. Nè, thì có cái câu của em là một dị bản, nhưng mà cái câu mà trùng khớp với đáp án là cái câu này. Bên kia hên hồn. Hoặc là có anh cái câu dị bản thế này nữa nè. Ta nói là con người có cố có ông, tức là rất nhiều những cái dị bản, bởi vì do cái tính chất truyền khẩu qua từng thế hệ khác nhau, từng vùng miền khác nhau, cho nên nó có cái sự khác biệt là như vậy. 10 triệu dành cho đội Mộc Lan. Em cảm thấy không hài lòng vì cái câu mà chị Trinh nói là bên kia hên thôi. Sao em? Tại vì chị Trinh được trả lời trước đúng không anh Trung? Anh đã nhường cho em lên nhưng trước. Nhưng đó là em với anh Trung đã nói được cái chữ có trước rồi. Hên. Bên kia đọc nhớ là tụi em không biết là đúng. Đó là đường dài mới biết ngựa hay. Dạ. Nói đi rồi thôi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Câu 2, mời ô chữ. Lần này thì anh xỏ bên đây trước. Mình muốn mua ô nào? Em thì thích mua mặt tiền. Ở nhà mặt tiền có giá hơn đó anh. Vô hẻm yên tĩnh hơn em ơi. Vô hẻm yên tĩnh hơn. Sống của hai người này khác nhau quá ha. Thôi, bây giờ vậy. Thường thường những cái câu cái dao này thì thường là câu đầu với câu cuối là nó theo vần thì mình dễ hơn. Thường là A6 A7 là A6 với B6 là gieo vần với nhau. À, lộn. A6 với B7. B6. B6 lộn. Rồi bây giờ chọn gì? Em chọn đi, anh nhường cho em đó. Thì là anh chọn A6 với lại B6 đúng không? Ừ. A6 B6 với A1. Rồi, đợi em chọn A1, A6, B6. Còn nhà mình bên đây. Giờ mỗi vòng em tiết kiệm được một ô hai ô đi đường triệu 2 triệu đâu để làm cái gì đâu. Vậy là anh muốn mua 3. Mua 3 ô đúng, anh phải hào sản vậy em mới thích. Dạ thì em để anh chọn đó. Cái B3 nãy mình sai nè. Mình chọn B3. Mình chọn B3. B3. B1 nè. B1. Rồi A3. A3 luôn. Bây giờ anh sẽ đọc gợi ý. Đây là một câu thơ trong truyền Kiều. Mời ô chữ. Trời ơi. Em biết câu sao, không biết câu đầu. Em biết câu sao à? Em biết câu sao? Câu này hồi mình đi học phổ thông mình có học rồi đó. Dạ đúng rồi. Học về Kiều đó. Lớp 8, lớp 9 là mình có học rồi. Bởi vậy nãy chọn A1, A3 là nãy chị chọn A2 là em biết. A2 là tôi biết luôn. A1, A3 y chang nhau à. Chọn cái gì mà ba cái từ cảnh hiện lên. Thế này các em, bây giờ bình tĩnh. Ngồi xuống. Nếu như bây giờ cả hai đội không có câu trả lời bây giờ thì xem như mình lướt qua cái lượt trả lời đầu tiên. Anh bây giờ em trả lời nửa câu 5 triệu thôi không cũng được. Mình sẽ mở một đợt mua với mỗi nhà 3 từ mới nữa. Được, em mời bên kia mua trước. Thôi mà chị mua trước. Chị mời em là em mời chị mua trước. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ, giờ anh muốn sao? Bây giờ mỗi thì giờ chia ra mỗi người một ô. Ok. Đúng rồi. Ok. Là công bằng luôn. Rồi, bên em trước muốn mua ô nào? Dạ, ô A2. Đúng không? A2. 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 Thôi A4 đi. A4.
ô A2 và A4 chuẩn bị mở ra kìa. Mở ô chữ. Em biết em trước rồi, thấy chưa? Mà thật ra là Nhân cũng gõ cái chiên trước. Em đại diện cho đội của em xin lỗi anh. Bạn của em hôm nay mặc đồ hơi nổi mà được làm rồi, chuyện đổ trội. Được rồi, phải có một cái pha chiên chậm ha. Cảnh nào cảnh chẳng vương sầu, người buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chốt chưa? Dạ chốt. Cảnh nào cảnh chẳng vương sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì sao từ vui với từ vương nó có vần? Ủa chứ vương rồi mắc dính gì tới cái chữ vui? Nó có chữ vờ chứ đâu anh. Lục bát là gieo vần cái từ xấu với lại cái từ xấu của câu 8, 2, 4, 6. Thấy không? Chứ không có liên quan gì tới cái từ kia hết trơn á. Đây là đáp án không chính xác. Trời ơi. Mỗi đội mua mới có một từ thôi. Bây giờ các bạn muốn mua thêm không? Không, bây giờ mình tiếp gì mình liều đi em. Mua đi chứ em nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Hơn một lần thôi chứ. Chà, cái câu này anh tưởng là dễ mà quá ra lại khó với các em ha. Nó khó dạ. Ngay một cái từ mà rất là dễ lộn anh. Anh gõ mạnh mẽ giọng dạc lên giùm em đi. Gì? Gõ kiểu Hồ Việt Trung xíu ơi. Gõ Hồ Việt Trung. Đó. Đọc. Cảnh nào cảnh chẳng âu sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sai. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Cảnh nào cảnh chẳng âu sầu, đây là đáp án sai. Em đoán lại nữa được không anh? Rõ chiến. Ê, có trừ 1 triệu nữa hả? 1 triệu. Cảnh nào cảnh chẳng mang sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chốt chưa? Chốt. Em cũng nghĩ vậy mà em thấy nó không có văn chương lắm. Cho lấy cái danh dự chứ. Em muốn lấy danh dự à? Em mất luôn hả anh? Em mất luôn. Nói chung là từ đầu đến giờ em chưa có được danh dự nha. Chưa đúng được câu nào hết. Cho nên là bây giờ cũng vậy em nha. Ừ, chia buồn với em sai rồi. Trời ơi. Bên đây có muốn trả lời không? Đây là lượt trả lời cuối cùng. Sai đúng một từ thôi. Chắc không? Chắc không? Chắc không. Theo vốn kinh nghiệm em chỉ còn một từ đó đưa vào là hợp nhất. Ok anh luôn. Có muốn lật cái ô miễn phí lên không? Đội nào muốn sử dụng cái quyền đó, lật cái đó lên là được miễn phí. Hay là bây giờ sử dụng cái quyền mà trả lời miễn phí đi. Trời, bên đó có 10 triệu mà bên đó tính sao toán quá vậy? Đó, bây giờ vấn đề là bên em dám bỏ cái quyền đó không? Thi xin quyền đó không? Chơi thoải mái đi, có gì đâu. Thì đúng mà bên em có tiền mà. Ừ, rồi. Rồi nha. Rõ. Rồi. Alo. Thưa quý vị, em xin được đọc thơ, làm thơ. Cảnh nào cảnh chẳng u sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chốt không? Mà em vẫn cảm giác nó chưa có đã, nhưng mà giờ không còn chữ nào để chọn hết á. Sầu rồi nặng sầu. Hết từ rồi em. Ướm sầu. Ừ, không đúng một cái nào luôn nha. Không đúng một cái nào. Mỗi một từ nó đều có những ý nghĩa của nó. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ chọn một cái từ nào đó để đưa vào trong cái câu thơ của mình. Miko, em vẫn còn một lần để trả lời rồi đó, em muốn trả lời không? Dạ không đâu. Thôi bây giờ mình chọn cái mở ô mở miễn phí đi. Đáp án mà đội Hồ Việt Trung đưa ra là đáp án sai. U sầu là sai nha. Rồi, tụi em bỏ 500 ngàn ra mua A5. Không cần 500 ngàn, hết quyền mua rồi. Bây giờ dùng quyền miễn phí. Dùng quyền mở ô miễn phí. Mở ô nào? Ô A5 anh. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Đi. Nói vậy, bên đây xui nhưng mà bên đây nhanh. Ây da, đầy trớ. Tội nghiệp đồng đội em. Dạ, thưa bà con, cô bác. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là đáp án chính xác. Yeah. 10 triệu thuộc về đội Đại Lan. Nếu như chúng ta thay cái từ đeo bằng những cái từ mà nãy giờ các em đưa vào á, u sầu, nặng sầu, vương sầu bình thường, nhưng đeo sầu nó lạ lắm, ít có ai mà sử dụng một cái nỗi buồn nào đó nó nặng trĩu á, đẳng cấp lỡ đó anh. Thì bởi vậy anh mới nói rằng trong chuyện Kiều, từng câu từng từ nó đều có cái giá trị của nó. Và ngày hôm nay chúng ta nhớ một câu thơ rồi đúng không? Một không câu bao thơ. Giờ quên được. Không bao giờ quên à. Không bao giờ quên tốn nữa nha. Quá nhiều tiền. Câu số 3, mời ô chữ. Bây giờ đến lượt nhà mình bên đây chọn trước. Hay là thôi mình giữ tiền lại mình mua ít thôi. Thôi vậy thôi, chơi an toàn đi hả? A1 đi ha. A1 phải biết. A1, B1. Còn Mộc Lan. A6, B8. Gợi ý. Câu ca dao nói về người chăm chỉ làm ăn thì sẽ thành công hơn so với người lười biếng rượu chè. Mời ô chữ. B
Đoán đi, đoán đi. Rõ đi. Mua ít quá đoán không ra, phải không? Giờ muốn mua thêm không? Giàu có. Giàu có thì là đi sao? Ăn trưa. Mỗi nhà được mua thêm một ô nữa. Nhưng mà anh em đang xếp chữ. Thôi mua A2 đi. A2. Rồi, bên đây A2 bên kia. Bên đây không mua. Cái gì mà một sự giả dối thế này? Không tin được luôn. Bây giờ chơi chiêu đó đúng không? Mở ra thử coi bên đây mình đoán. Tại vì sao anh? Tụi em có biết đâu, mua cũng vậy thôi à. Tại vì nếu mà mua nhiều thêm chút nữa thì mới đoán được. Trời ơi, tôi rõ ràng là tôi nhớ phân bán con này. Không đúng tiền nè, đưa tiền nè. Mua đi. Đưa tiền đâu nè. Dầu đâu nữa chưa? Mua A5 đi. B4. Mua B4. Mở ra. Chơi đi. Mình mới có 10 triệu. Nhà mình là phong cách sang trọng. Sao gõ yếu vậy? Dạ không tự tin anh. 1 triệu. Gõ mạnh gõ nhẹ gì đều 1 triệu hết. Nói nhỏ cho anh nghe mình... Nói đi. Miko vừa mới nói nhỏ vào tai của Nghĩa rằng sai đúng thôi, không cho bên kia biết. Vào đâu cho kẻ ngủ trưa, sang đâu cho kẻ say sưa tối ngày. Chốt không? Chốt. Không chắc lắm nhưng mà chốt anh. Chốt. Không chắc mà chốt. Đây là đáp án. Thay đổi từ đầu cục diện tới giờ hình ảnh của tụi anh em tụi mình luôn. Là thời mình tới luôn. Đúng rồi. Lên tiếc luôn. Là thời chưa tới. Mém đúng chưa đó. Trời ơi. Nói rồi. Mém đúng rồi. Đánh chia. Cái gì? Không chắc thì mở đi. Anh biết thì anh đâu có hỏi em. Tốn 1 triệu giống bên đây là như nhau. Còn nếu không trả lời miễn phí nè em. Dụng quyền trả lời miễn phí đi. Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Ok. Lên đánh chi. Không tốn tiền. Alo. Alo nữa. Alo. Vậy xin đọc rằng giàu đâu cho kẻ ngủ trưa, sang đâu cho kẻ say sưa. Năm giây. Giàu đâu cho kẻ ngủ trưa, sang đâu cho kẻ say sưa đêm ngày. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án sai. Tại vì không biết. Sẽ công bố rất nhanh, không có gì nuối tiếc cả. Bây giờ chúng ta đã trả lời sai hết cả hai đội, cho nên mình sẽ mở bán một lượt tiếp theo nữa. Mỗi đội sẽ mua được 3 ô chữ. Mời nhà mình bên đây. A3. Em mua A3 nè. B5, B7. B5, B7. Bên em thì chắc là thì rồi. Mua thêm chữ A3, B3 đi. Mua A5 đi. A5 không? Rồi ok, thôi kệ ta. Mời ô chữ, chuẩn bị lên nè. Đây. Thấy chưa? Đến thấy chưa? Bên này trước. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Chốt chưa? Chốt. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Và đây là đáp án chính xác. Yeah! Mình phải giữ phong hóa. Mình cũng giỏi chứ đúng không anh? Giàu nó không có đến với mấy cái người mà suốt ngày ngủ trưa, không có lo làm lụng như trơn trọi, thì cái sang đâu có đến với cái kẻ say sưa tối ngày. Đúng rồi. Bây giờ mới đoán ra thì đó. Giờ mua cái ô A3 đó. Thì đó. 10 triệu dành cho Đại Lan. Thì đó. Đây đáp án ban đầu á không sai, nhưng mà đó là những cái dị bản, còn đây là cái phương án mà nó trùng khớp với cái đáp án của chương trình, cho nên chúng ta ghi nhận vậy thôi. Và như vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đầu tiên. Hiện nay số tiền thưởng của hai đội như sau: Đại Lan 27.500.000 đồng. Yeah. Mộc Lan 23.500.000 đồng. Chênh lệch nhau có mấy triệu không là gì cả. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng thi thứ hai. Và vòng này có những cái điều hấp dẫn, bất ngờ, thú vị như thế nào? Hãy quay trở lại với chúng tôi sau ít phút nữa nha thưa quý vị. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.